Kính chào quý vị. Bây giờ là 9 giờ 12 phút sáng ngày thứ năm, ngày 9 tháng 1 2020. Sáng nay tôi là thầy Thông Lai xin gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào ở trong nước và hải ngoại, và nhất là các đồng bào đang bị đàn áp ở Đồng Tâm, Việt Nam. Kính thưa quý vị, trước khi tôi phân tích về cái tình hình Đồng Tâm đang bị đàn áp, cướp đất, tôi tha thiết kêu gọi tất cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại, chúng ta nên thông cảm, hiểu và thương cho những người dân Đồng Tâm. Mặc dù gần đây có rất nhiều những cái bài phân tích, họ nói rằng dân Đồng Tâm đa số là những bộ đội, là những đảng viên cộng sản, là những người đã từng tham chiến ở chiến trường năm 1979, và họ là đa số những bộ đội đã về hưu. Họ là người miền Bắc, cho nên chúng ta không cần phải quan tâm. Đó là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta nên hiểu và thương họ. Họ là nạn nhân của cộng sản, và chúng ta càng phải lên tiếng để binh vực cho những người bộ đội phục viên về hưu. Họ là những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc năm 1979, khi Tàu Cộng đem quân xâm lấn Việt Nam. Và giờ này họ là nạn nhân của cộng sản. Quý vị nhớ chủ tịch thành phố Hà Nội cách đây 2 năm, tên này đã tuyên bố là sẽ để cho dân Đồng Tâm được làm chủ đất đai và không truy cứu cái cuộc nổi dậy bảo vệ đất đai mà bắt giữ hàng chục cảnh sát cơ động, và sẽ cấp sổ đỏ cho dân Đồng Tâm. Và giờ này tên này đã quên đi những cái lời hứa. Và cái điều này chúng ta phải bảo vệ cho những người chiến sĩ năm xưa, mặc dù họ là cộng sản, nhưng họ đã có công bảo vệ tổ quốc. Và giờ này quý vị biết, theo cái tình hình ở Đồng Tâm vừa gửi cho thầy biết, là đã có 5 người dân Đồng Tâm đã bị chết, và phía công an thì có 2 tên đã bị đánh chết. Và người dân Đồng Tâm họ tuyên bố họ bảo vệ tài sản đất đai của họ tới hơi thở cuối cùng. Họ là những người Việt Nam, cho nên chúng ta biết rằng họ đang đứng lên để họ bảo vệ tài sản của họ. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi, chúng ta đừng có cái phân biệt Bắc Nam. Và chúng ta phải làm việc này để cho những hàng ngũ bộ đội, những lãnh đạo quân đội của Cộng sản Việt Nam, họ nhìn thấy rõ rằng họ có hy sinh, họ có chiến đấu cho chế độ Cộng sản Việt Nam, thì cái giá của họ phải trả là như là những chiến sĩ bộ đội, những người đã về hưu của sư đoàn Sao Vàng cũng sẽ bị cướp đất, cũng sẽ bị đàn áp. Và làm được như vậy thì một ngày không xa, khi mà thời cơ đã đến, những người hiện đại họ đang có tinh thần yêu nước, nhưng mà họ lỡ cầm súng cho Việt Cộng và Tàu Cộng, họ sẽ quay súng bắn vào cái lũ bán nước và cái lũ cướp nước. Tôi thẩn thiết kêu gọi tất cả các diễn đàn chống cộng, các hệ thống truyền thông tại Hoa Kỳ, quý vị đừng bỏ rơi những đồng bào Đồng Tâm của chúng ta.
Họ là những người Việt, cũng trong dòng máu đỏ, cùng da vàng, và họ đã có một cái thời kỳ sai lầm. Nhưng mà giờ này họ đã nhận diện được cái bản chất coi như là bạc đãi, vắt chanh bỏ vỏ. Dân chúng đồng tâm ơi, chúng tôi hứa chúng tôi không bỏ rơi các vị. Quý vị hãy tiếp tục tinh thần chiến đấu. Quý vị là những người Việt Nam anh hùng. Trong cuộc chiến năm 1979, mặc dù quý vị chiến đấu dưới lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng quý vị bị lừa dối, quý vị bị tuyên truyền sai lạc, nhưng quý vị có công với đất nước. Quý vị đã dám chiến đấu bắn vào kẻ thù của Tàu Cộng. Giờ này quý vị ở tuổi già, đáng lẽ quý vị sẽ được an hưởng những cái gì mà quý vị đã đóng góp cho Tổ quốc, mà giờ này Việt Cộng đã đưa những lực lượng cảnh sát cơ động bắn trực xạ vào những đồng bào, những cựu chiến binh cộng sản, những người đã hy sinh, để giờ này cho những cái tên Nguyễn Phú Trọng, những tên Nguyễn Sinh Phúc, những tên Tô Lâm được ngồi trên ngồi trước. Cho nên Hiệp nghị Thành Đô đang được thực thi trên Tổ quốc Việt Nam. Và Việt Cộng đã nhận chỉ thị Tàu Cộng tàn sát tất cả những chiến sĩ đã từng chiến đấu trong những năm 1979. Và quý vị ơi, chúng ta là những người Việt hải ngoại. Chúng ta có tiếng nói, chúng ta có thể đánh động gõ cửa những quốc hội, những thượng nghị sĩ, những tổ chức bảo vệ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta có tiếng nói, chúng ta hãy kêu gọi tất cả những tổ chức nhân quyền, những cơ sở truyền thông Hoa Kỳ và những người làm trong những cơ sở như là Human Rights Watch, những tổ chức nhân quyền đừng bỏ rơi đồng bào ở Đồng Tâm đang bị Việt Cộng dùng tất cả những lực lượng đàn áp trong tay để mà tấn công vào những người đã từng hy sinh xương máu để mà bảo vệ Tổ quốc trong những thập niên 1979. Và tôi một lần nữa nhắc nhở tất cả những tướng lãnh bộ đội, những người hiện giờ đang cầm súng để bảo vệ đảng cướp Cộng sản Việt Nam, đang làm tay sai cho Tàu Cộng. Hãy nhìn vào những cựu bộ đội đã một thời hy sinh xương máu, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đảng Cộng sản. Và giờ này họ được trả ơn bằng những họng súng, bằng những viên đạn, bằng những trái lựu đạn bắn trực xạ. Dân Đồng Tâm đã hy sinh 5 người, 3 người chết tại chỗ và 2 người chết trong bệnh viện. Máu của dân chúng Đồng Tâm không ngừng ở đây. Và họ đã tuyên bố quyết tử. Và chính chủ tịch thành phố Hà Nội cách đây 2 năm, cái tên này đã ký một cái bản quyết định là không truy cứu những người dân Đồng Tâm đã bảo vệ tài sản của mình và đã bắt con tin khoảng mấy chục chiến sĩ cơ động của Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà quý vị thấy, Cộng sản nói một đường và làm một ngã, cho nên đừng nói cái gì hết. Nếu mà nói rằng họ đối xử với kẻ thù, họ bắt họ giam giữ những người quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa sau khi ngày 30 tháng 4 họ vi phạm Hiệp định Ba Lê và Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ là do đồng minh Hoa Kỳ thời gian đó do Quốc hội của Đảng Dân Chủ cắt viện trợ, thì nói là họ trả thù những người đã cầm súng bắn lại họ. Đằng này họ dùng công an, cảnh sát cơ động và những họng súng AK, lựu đạn để bắn thẳng vào những người đã từng một thời chiến đấu cùng chiến tuyến, cùng chiến đấu dưới lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Dạ, giờ này quý vị hãy nhìn kỹ đi. Để rồi những gì mà Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng làm cho dân chúng ở Đồng Tâm, đối xử với bộ đội phục viên ở Đồng Tâm, là tụi nó cũng sẽ đối xử với tất cả bộ đội hiện giờ đang cầm súng để bảo vệ cho tụi nó cướp đất và bán nước. Cho nên không cần nhìn đâu xa, các người bộ đội còn đang chiến đấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị hãy nhìn kỹ đi. Những người đồng chí đàn anh của quý vị là những bộ đội về hưu đã từng chiến đấu trong các sư đoàn sao vàng, đã trên ngực đeo đầy những huy chương để mà bảo vệ Tổ quốc. Rốt cuộc rồi, ở đoạn cuối cuộc đời, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Công an Hà Nội đã ghép cho họ một cái án là phá hoại trật tự an ninh. Ai phá hoại trật tự an ninh? Nửa đêm ngày đầu năm 2020 dương lịch, dân chúng Đồng Tâm đang ngủ yên thì họ tấn công vào, bắn giết, cướp bóc những người dân Đồng Tâm đã từng có công với họ. Những người đã từng có công với họ, những người nào mà chúng ta phải có cái đầu suy nghĩ. Trong nhà của những người dân Đồng Tâm đều có những cái bằng khen, những cái bằng liệt sĩ, những cái bằng huân chương kháng chiến, mà giờ này họ còn bị đối xử như vậy, thì hỡi những người đang chiến đấu cho chế độ Cộng sản, những người đang ở trong quân đội nhân dân của Đảng Cộng sản, hãy nhìn cách đối xử của Đảng Cộng sản đối với những đồng chí của quý vị một thời đã hy sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến năm 1979, mà giờ này họ trở thành kẻ thù. Cho nên Tàu Cộng đã ra lệnh cho Việt Cộng tàn sát thẳng tay những người dân Đồng Tâm, vì 90% dân chúng Đồng Tâm đều là những người bộ đội phục viên, những người bộ đội về hưu và những thương binh của những người chiến sĩ sao vàng. Cho nên một lần nữa, tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai tha thiết kêu gọi tất cả các diễn đàn chống cộng mạnh ở hải ngoại, không phải chỉ có Ly Xà Phạm có một đoạn lên tiếng bảo vệ dân Đồng Tâm, không phải chỉ có Trương Quốc Huy lên tiếng bảo vệ Đồng Tâm, mà mấy ngày nay có nhiều người email cho thầy hỏi tại sao thầy chưa lên tiếng bảo vệ dân Đồng Tâm. Xin thưa, khi tôi lên tiếng một vấn đề gì đó, tôi phải nghiên cứu cho thật kỹ, và cuối cùng tôi biết rằng sở dĩ gần đây có rất nhiều cơ quan truyền thông ở hải ngoại, những tổ chức của người Việt quốc gia không lên tiếng mạnh mẽ cho dân Đồng Tâm, là tại vì người ta còn nghĩ tới cái vấn đề Bắc Nam, còn nghĩ tới vấn đề Bắc Cộng và Nam Cộng, và còn nghĩ tới vấn đề Đồng Tâm đa số là những bộ đội về hưu, những người đã từng chiến đấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin thưa quý vị, những người này là những người đáng thương. Và những người này bây giờ họ đã hận Cộng sản gấp trăm lần quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng hòa chúng ta. Quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng hòa chúng ta hận Cộng sản vì Cộng sản là kẻ thù của chúng ta. Nhưng mà những người cựu bộ đội về hưu, những thương phế binh của sư đoàn sao vàng, những gia đình liệt sĩ có con hy sinh ở cuộc chiến năm 1979, họ hận chúng ta nhiều hơn. Vì họ đã có con em, có chồng con, đã hy sinh xương máu, mà giờ này họ đã bị phản bội, cho nên họ sẽ chống Cộng sản mạnh hơn là chúng ta gấp nhiều lần. Cho nên quý vị bỏ đi những cái thù hận, những cái phân biệt Bắc Cộng, Nam Cộng, mà chúng ta hãy nhớ rằng dân Đồng Tâm đang đứng lên để mà chống lại bạo quyền Cộng sản. Dân Đồng Tâm là những người đã một thời hy sinh xương máu
để bảo vệ tổ quốc đã bắn súng vào kẻ thù Tàu Cộng vào năm 1979. Và giờ này họ đã thức tỉnh, họ đã quay đầu và họ đã đoàn kết. Mà quý vị biết rằng, theo cái tình hình mà tôi theo dõi, là những cái lựu đạn ném vào trong nhà nhà của dân Đồng Tâm, những cựu chiến sĩ đã từng chiến đấu chống Tàu Cộng đã can đảm dùng tay bắt những lựu đạn đó và ném ngược lại và làm cho Cộng sản Việt Nam chết đi 2 tên. Cho nên quý vị, một lần nữa chúng ta hãy vận động tất cả những cái tổ chức nhân quyền, tất cả những thượng nghị sĩ dân biểu đang chuẩn bị tranh cử để giành những ghế ở thượng nghị viện và hạ nghị viện, và chúng ta hãy sử dụng cái quyền mà chúng ta đang có. Chúng ta có 4 triệu tiếng nói và chúng ta là những người chống cộng, có những cái Facebook, có những cái YouTube, những cái cơ sở truyền thông, những cái livestream mạnh. Chúng ta hãy có tiếng nói cho dân chúng Đồng Tâm để họ biết rằng họ đã quay về với tổ quốc, họ đã chống lại bạo quyền cộng sản, và 4 triệu đồng bào ở hải ngoại, các cơ quan truyền thông của người Việt quốc gia đã không bỏ rơi họ. Và làm như vậy thì chúng ta mới khích lệ được tất cả những dân chúng mà đang bị đàn áp trong nước, hãy noi gương Đồng Tâm và hãy tổng xuống đường, hãy đứng lên và chúng ta hãy giành lại những cái gì mà cộng sản đang cướp bóc. Dân chúng Đồng Tâm không thể bị lẻ loi, dân chúng Đồng Lâm không thể bị cô đơn đơn độc chiến đấu, mà phải có sự hậu thuẫn của tất cả người Việt quốc gia ở Hoa Kỳ, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở khắp nơi trên thế giới. Và một lần nữa, tôi tha thiết kêu gọi dân chúng Đồng Tâm hãy vững tâm, vì chúng tôi đã biết các vị đang bị đàn áp, vì chúng tôi đã biết quý vị đang hy sinh xương máu, và chúng tôi đã biết quý vị đang quay đầu trở về với dân tộc, và quý vị đang chiến đấu để mà chống lại đàn áp với kẻ thù diệt cộng và Tàu Cộng. Trân trọng kính chào và chúc đồng bào Đồng Tâm tiếp tục vững tâm chiến đấu, và kêu gọi tất cả đồng bào hải ngoại, những tổ chức chống cộng, những cơ sở truyền thông của người Việt quốc gia hãy có tiếng nói để bảo vệ đồng bào Đồng Tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.